Hôm nay các bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng một con diều 8m8 cong bộ còng D150 siêu khủng cùng anh Tú Nguyễn lên trời nhé các bạn ạ. Đến với video tiếp theo của tôi, chúc các bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ quay cho bạn xem một con diều hơn 8 mét các bạn nhé. 8 mét 7 8 mét đây, 10 mét cho nó tròn anh ạ. 8 mét là 8 mét thế. Quăng này đây, cầm cái khung cái anh review. Hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem một con diều mà kẻ áo mà hơi già đi. Đây, một con diều 8 mét của anh Tu Nguyên. Tu Nguyên trong tiếng cho anh Tú ở châu Âu anh em nhé. Tu Nguyên đây, một con diều 8m8. Giờ chuẩn bị đứng lên review anh em ơi. Đứng lên cho anh Tú nắp kia. Đây là một con diều 8 mét mấy anh? 8m8. 8 mét tròn à? 8 mét mấy anh? 8m2 á? 8m8 à? 8m8, con số rất là đẹp anh em nhé. 8m8 cắt nhá. Cắt, cánh cắt à? Ở đây là làm đủ một con diều. Một con diều nan compact anh em nhé. Diều người mẫu. Ống này ống không biết là bằng ống gì các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy bên trong có cả thép rồi. Đây là cây cái được trang bị dây Amiang tầm khoảng độ 5 ly không anh? 4 ly không? 4 ly. Rất là to anh em nhé. Hôm nay cho các bạn xem chiêm ngưỡng xung quanh mình có rất là những con diều to. Siêu phần của anh Tú Nguyên. 1, 2, 3, 4 con. Và con này là con lên trời nó hơi mờ mờ tí các bạn nhé. Anh em có thể nghe thấy tiếng sáo kêu như máy bay luôn các bạn nhé. Máy bay được trang bị về đất Bình Hòa. Máy bay tự chế. Trên đây là toàn bộ là khung nan compact anh em nhé. Compact 3 độ. Đây chính là quả vai này. Đây các bạn đây. Đây là quả vai, một cái cây vai này. Anh em thấy khiếp hồn không? Đấy. Compact anh em nhé. Rất là bóng. Đấy, chỗ này anh em có thể soi gương mỗi buổi sáng. Đấy, nhìn to, khung rất là to luôn. Ơ! Ở đâu? Đây đã phải là vai đâu. À cái này là cái gì anh? Nối đuôi anh? Hay cái này là vai nhé? Cái này là vai này. À đâu? Cái này là cái gì nhỉ? Đâu? Cái này không phải cái vai. Cánh nhưng mà cánh to nữa mà đây mà. Bảo sao cái kia thấy. Đây. Cái vai của nó đây các bạn ơi. Độ nhá. Đây. Nỗ rất là bé luôn các bạn ơi. Ôi. Khúc này phải tầm 16 khúc rồi anh. 16 khúc. Một khúc đây anh nhìn. Một khúc. À. À, anh ơi đây. Cứ đi tìm. Ê, thì giờ mình sẽ vào phụ anh Tú bạn nhé. Gặp gì nhỉ? Nhưng mà cái chưa kịp review. Số 1 rồi. Mình cảm thấy nắp vào nó dễ vậy các bạn. Vai đuôi thôi, lộn tí. Có cả vai đuôi. Bình thường mình làm diều mình không biết là có cả vai đuôi các bạn nhé. Này mới biết. Này biết à? Này biết có vai đuôi. Nhỏ lắm. Ngon. 8 mét mấy mà. 8m8. Đuôi không cần độ anh em nhé. Bây giờ đấy con to này, mình thấy cái con to cứ sao sao anh em. Đây cầm bố ghê cho nó tròn. Đây là hai thanh đuôi. Các bạn thấy thế nào khi mà thấy hai quả vai đuôi này? Giờ để nối thêm hai cái vai đuôi này thì sử dụng thêm hai cái nan đuôi các bạn nhé. Chắc đây là cái phần nối đít anh ạ đấy. Phần này là nối đít anh. Đi anh vào đây. À. Ảo thất. Đây, cái này cắm rất là dễ các bạn nhé. Đó, như thế này thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này đúng rồi. Nào. Ui, nó phép nó sẽ sai. Con này là mẫu gì vậy anh? À, hôm trước mình lên mình xem rồi. Hôm mà chưa mở tiệm đây. Cái cắt thì ấy. To ấy. Hơi nhỏ đi. Nó khó nhỉ. Lúc này thần đậu.
dây thò lại, thò lại, thò lại, thò lại. Đu. Thò lại từ đầu anh ạ. Con này như kiểu là rơi nhỉ. Đừng đừng đừng. Không, em có sao. 88. 86 hay 88? 88. Con này làm mà xong mất từ năm ngoái. Con này làm bao lâu vậy? Hả? Con này làm bao lâu? Năm ngoái. Chứ đi chơi nào không? Chưa, con này chỉ dạng. Quá đỏ. Con nhỏ nào cầm máy đây, này không ơi? Con này hiện tại là 88. Nói chuyện cho mày biết đọc không? Biết trả lời không? Thằng nào từ ăn giữ nói giữ cầm máy. Đây đây đây, giữ nào, giữ nào. Cầm. Anh em nhá, đây là mẫu gì mình chưa hình dung ra được cái mẫu gì đúng không các bạn ạ? Là... nhìn nó kiểu giống rơi rơi nhỉ, giống bắt ma này. Không không, chưa vào, kéo căng căng. Ok rồi. Lần đầu tiên điều gọi là Old Trafford đồng quê. Rất cục xúc. Áo căng đét luôn nè. Thế nào khi mà thấy con diều này? Mình cảm thấy con này cũng bé, khá là to đấy. Nhưng mà tí nữa không biết là kéo được không. Nó không to mấy nhưng mà nó dài. Nó dài. Con này cái cắt. Con này dài mà nó cong. Con này rồi. Con này dài nó bên như chấm. Giật mái ok luôn nha anh em. Đầu tiên này có kiến thức. Anh tin cam kết con diều này nên bao nhiêu phần trăm anh? Nếu mà diều của anh hết chui. Hết chui à? Ờ, gãy cũng được. Vậy thì anh gãy làm được mà anh tán được. Thì đó mà. À, anh không buồn không? Không, gãy vui quá chứ. À, anh nhìn vào camera anh cười cái nào. Ok anh em nhá, anh Tú đang rất là tự tin về con diều sản phẩm của mình làm ra. Thì bây giờ anh em sẽ chuẩn bị xem con này bay lên Exynet thôi anh em nhá. Còn mấy... mấy các bác giật diều. Đây, chuẩn bị nha các bạn ơi. Cho em nhận diện tích đi. Chuẩn bị nhá. Quay màn hình nào. Xem là diều nó hay chỗ nào nhá. Chưa. Phải quay ra từ xa nha các bạn ơi. Sống chạy xe lên. Rất tuyệt vời luôn. Con này thì muốn mấy anh Tú là anh Tú. Anh Tú. Đấy để mà. Để mà chơi được con diều này thì anh em cần. Chơi được con diều này thì anh cần những gì anh? Có cần kiến thức không anh? Cần tiền. À cần tiền. Chơi con diều này cần tiền anh em nhá. 88. Có sự trả bù rốt để trả giá một tiền. À. Chơi mất tiền bù rốt mất thêm tiền. Có tuyệt vời luôn. Không mày nói có đúng không? À, đúng rồi. Nó đúng rồi anh. Chơi trải nghiệm mà. Chơi để trải nghiệm. Kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm anh em nhá. Rất là nét luôn anh em ơi.
nét lên tận ngọn cánh luôn. Kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm. Liệu có vào của con điều kia không nhỉ? Không rồi, cố gắng đâm lên trời. Thì không biết là anh liệu có đâm được không, anh em cùng chuẩn bị xem nhá. Nào anh em ơi, ăn đi. Anh Trọng nữa, anh Trọng. Nào anh em ơi, chuẩn bị nhá. Khi nào căng anh ạ? 1, 2, 3, lên. Wow. Wow. Có vẻ hơi lùn anh ạ. Wow. Hơi lùn rồi. Uầy. Lên rồi anh em nhá. Tuyệt vời. Đèo đầu phát lên luôn. Không, mắc rồi anh ạ. Giờ nó cân lại. Đây các bạn nhé, sau khi mà thả hai con diều xong thì hai con vào trong mây luôn rồi các bạn ơi. Các bạn có thể thấy này, con diều kia thả lên đúng nhào đầu cân chuẩn rồi nhá. Đấy, thì thả diều ra ngoài đồng thì tầm này là khoảng độ là 12 giờ 55 phút các bạn ạ. 12 giờ 55 phút. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.